Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Fire Trading Channel. Như vậy là chúng ta đã trải qua tuần đầu tiên của năm 2021. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 8 tháng 1 năm 2021. Và mục đích mà mình làm video ngày hôm nay đó là mình muốn đề cập đến một cái chủ đề rất là nhạy cảm trong trading. Khi mà chúng ta trở thành một trader thì chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong một tuần, trong một tháng hoặc là trong một năm. Thì các bạn biết là ở trên kênh của Fire Trading và nhất là cá nhân mình, từ lúc mà mình lập kênh đến bây giờ thì hầu như chưa bao giờ mình đề cập đến cái chủ đề là profit, tức là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, hay là mình show cho các bạn thấy là các bạn có thể mắc được bao nhiêu money trong một tuần hay trong một tháng, có thể làm cho bạn có được một cái sự kỳ vọng về một con số nào đó mà bạn có thể kiếm được nếu mà bạn trở thành một cái full time trader. Thì trong video ngày hôm nay, mục đích của mình đó chính là chỉ cho các bạn làm cách nào để các bạn có thể kiếm được tiền trong lĩnh vực này, và đồng thời mình sẽ cho các bạn biết con số mà mình đã làm được as a being a trader trong tuần đầu tiên của năm 2021. Và sau cái phần đầu của video, mình sẽ post một cái dãy video về tất cả các cái lệnh giao dịch mà mình đã trade từ hôm đầu năm 2021, từ hôm thứ hai cho đến kết thúc ngày thứ sáu của tuần này. Trong vòng 5 phiên giao dịch, mình đã làm những gì? Mình đã thực hiện những lệnh giao dịch nào? Mình dựa trên những cái kiến thức gì mà mình đã dạy cho các bạn học viên trong khóa học của Fire Trading? Mình sẽ show cho bạn toàn bộ những kiến thức mà chỉ có học viên mới có thể tiếp cận được những kiến thức này khi mà họ nằm ở trong group của Fire Trading. Nhưng mà trong video này thì mình sẽ trong tuần đầu tiên của năm 2021 thì mình sẽ mình ghi một cái gift cho tất cả các thành viên đã tham gia vào trong cộng đồng của Fire Trading từ lúc thành lập kênh đến thời điểm bây giờ, như là cái cách mà mình thể hiện cái sự cảm kích của mình đối với các anh chị em trong cộng đồng đã luôn luôn hỗ trợ kênh YouTube của Fire Trading càng ngày càng phát triển và trở thành một nơi để tất cả các anh chị em có thể tụ hội về để các bạn cùng nhau học hỏi các cái kiến thức rất là có giá trị về về cái lĩnh vực này các bạn ha. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của video để biết được con số trong 7 ngày đầu tiên của năm 2021 khi mà mình làm trader mình kiếm được bao nhiêu. Ok các bạn, những gì mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó là một trong các cái account mà mình sử dụng để mình day trading. Tức là mình sử dụng để mình trade mỗi ngày trên thị trường. Trên hình ảnh của các bạn là screenshot mà mình đã thúc vào ngày 8 tháng 1 năm 2021 vào lúc 10 giờ 45 phút 44 giây giờ của Central Time. Và hiện tại là lúc 10 giờ 56 phút giờ Central Time. Và đây trên màn ảnh của chúng ta đó là con số lợi nhuận trong 5 phiên giao dịch đầu tiên của năm 2021 ở tại con số là 42.549 đô. Vì một số lý do privacy thì mình xin phép mình che lại cái những cái thông số khác, như là về cái vốn mình trade và về những cái thông tin khác liên quan tới cái account của mình. Thì các bạn biết là cái việc show cái profit như thế này á, có một số trường hợp là rất rất là nhiều người họ dùng Photoshop, họ biến ảo những cái con số này và nó không phải là những cái con số thật. Các bạn biết điều này đúng không? Những người chỉ cần có một chút xíu về kỹ năng Photoshop thì họ có thể làm điều này một cách rất rất là dễ dàng. Tuy nhiên, ở Fire Trading, một trong những cái nguyên tắc làm việc đầu tiên mà mình luôn luôn đề cập và mình luôn luôn quán triệt đối với các anh chị em admin ở trong nhóm, đó chính là transparency. Tức là những gì diễn ra trong phạm vi của cộng đồng Fire Trading phải là thật và không bao giờ được làm giả bất kỳ một cái yếu tố nào cả. Thì đây là cái account TD Ameritrade của mình
trong tuần đầu tiên kéo dài từ ngày 2 tháng 1 năm 2021 đến thời điểm hiện nay, đó là ngày 8 tháng 1 năm 2021. Và cái chart ngày hôm nay thì chưa có cái cập nhật mới. Cái bờ cao của mình đã build từ, các bạn thấy là các bạn có thể thấy được cái con số thể hiện trên đây đúng không ạ? Các bạn lấy con số ở đây, các bạn trừ đi cái cột mốc mà hôm nay mình vừa mới trade xong, thì nó đứng ở con số khoảng chừng là 42.340 mấy nghìn đô trong vòng 5 phiên giao dịch đầu tiên. Có phải là mình đạt được những con số như thế này chỉ bằng một hoặc là hai lệnh thắng, nhiều khi thắng lớn nó hên, nó may mắn thì mình đạt được cái con số này? Và nếu mà thực sự nó như vậy nó xảy ra thì nó không có mang bất kỳ một cái ý nghĩa gì hết. Mà mình thực hiện và mình đạt được cái con số lợi nhuận này là dựa trên hàng chục cái lệnh trade giao dịch khác nhau kể từ đầu năm 2021. Mình không có nói đến năm 2020 bởi vì nó đã xảy ra rồi. Và trong năm 2020, mỗi một ngày mình gần như là mình đều chia sẻ những cái video trade recap, tức là mình thuật lại những cái lệnh giao dịch đó của mình cho các anh chị em học viên ở trong nhóm, để cho các bạn biết là mình trade như thế nào, những cái kiến thức gì mình đã áp dụng trong quá trình mà mình dạy cho các bạn, và mình đem mình áp dụng ngược lại trong các cái lệnh giao dịch mà mình thực hiện, và nó mắc được money như thế nào, cách mà mình quản lý lệnh, cách mà mình set các cái điểm stop loss, cách mà mình xử lý các cái lệnh trong quá trình mà thị trường nó đang dao động, và cái tâm lý giao dịch của mình phải ổn định tâm lý như thế nào để mình có thể monitor, để mình có thể quản lý được các cái lệnh giao dịch đó một khi mình mở các cái lệnh giao dịch đó ra. Đó là những cái yếu tố mà theo mình là một trader cần phải nắm bắt và cần phải thành thạo nếu mà chúng ta muốn đối chọi với market, với stock market, là một cái thị trường rất là khó nhằn, các bạn biết đúng không ạ? Các bạn đã tham dự một thời gian và các bạn đã biết điều này. Thì mình đã trả lời xong câu hỏi đầu tiên của cái video này, đó là how much did I make in the first week of 2021 as being a trader? Rồi, vậy thì đó có quan trọng hay không? Đối với mình luôn luôn quán triệt với lại các anh chị em học viên ở trong nhóm, đó là gì các bạn? Trading is not about the money, it's about risk management. Money is secondary. Điều này có ý nghĩa gì? Đối với mình á, cái mindset của mình khi mình bước chân vào cái lĩnh vực này, từ lúc mà mình bắt đầu mình học hỏi và mình trải qua cái quá trình learning curve, thì mình nhận ra một điều rằng á, giao dịch hay là trở thành một trader, money các bạn, nó không có phải tất cả là nó đều quy về tiền bạc, mà nó thực sự là một cái trò chơi về risk management, tức là các bạn phải biết cách quản lý rủi ro, các bạn phải biết cách là set cái mức lỗ tối đa cho mỗi cái lệnh giao dịch. Và bạn phải biết được rằng khi mà bạn open một cái position đó, bạn phải biết được rằng là bạn mất bao nhiêu tiền, tối đa bao nhiêu tiền cho một cái lệnh giao dịch như vậy, dựa trên cái tổng account, cái account size của các bạn đó, là tổng số vốn mà bạn có trong tài khoản. Phải làm được như vậy thì bạn mới có thể sống sót một cách bền vững trong lĩnh vực này. Nếu như bạn xem lĩnh vực này là một cái kênh mà bạn có thể make được money một cách ổn định, đều đặn và có thể kéo dài trong nhiều năm trời. Nếu mà bạn làm đúng nguyên tắc và làm đúng phương pháp, chắc chắn là bạn sẽ đạt được điều đó. Cho nên mình mới nói là money is secondary. Money chỉ là cái thứ yếu thôi. Nếu mà bạn làm đúng ngay cái bước đầu về risk management thì chắc chắn tiền nó sẽ theo sau các bạn. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong phần tiếp theo của cái video này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cái phần thứ ba của video ngày hôm nay, đó là các cái lệnh giao dịch mà mình đã thực hiện từ thứ hai đến thứ sáu tuần này. Chắc chắn một điều, các bạn sẽ học được rất là nhiều các cái kiến thức có giá trị trong năm cái video mà mình sắp post lên đằng sau cái video này các bạn ha. Cái lợi nhuận mình đạt được trong 5 ngày đầu tiên của năm 2021 á, đối với một số các anh chị em cho đồng nghiệp, các anh chị em trader khác, thực sự nó không có mang nhiều ý nghĩa gì cả.
cái con số của mình đạt được chỉ là một phần rất là nhỏ so với những cái con số mà những người khác có thể kiếm được. Ở đây chúng ta không có so sánh về con số, mà mục đích mình làm cái video này là mình muốn chia sẻ cho bạn kiến thức là làm cách nào mình thực hiện những cái lệnh giao dịch này. Mình chỉ cho các bạn những cái nguyên tắc giao dịch, những cái phương thức vào lệnh và cái cách mà mình quản lý rủi ro, mình kiểm soát tâm lý của mình trong quá trình mà mình giao dịch để mình đạt được những cái con số như vậy. Và lý do mà mình show cái profit là để mình chứng minh cho các bạn thấy đây là những cái lệnh giao dịch thật, mình làm thật và mình phải thực hiện rất 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 là nhiều các lệnh giao dịch khác nhau và nó mới ra được cái con số như vậy, chứ không phải là chỉ vì một lệnh thắng, hai lệnh thắng lớn xong rồi mình post cái video lên và mình nói là mình đạt được cái con số này thì điều đó nó quá đơn giản các bạn. Các bạn có thể trở thành một trader và các bạn vô một cái lệnh giao dịch nào đó, các bạn may mắn, ngày hôm sau các bạn ngủ dậy, nó up một phát 50% vì cái breaking news gì đó. Account của bạn, bạn vô cái lệnh chỉ có 10.000 đô thôi. Bạn vô một cái lệnh option call hay là một cái option put gì đó, ngày hôm sau nó drop hay là nó bung lên một phát 50%. Vì cái breaking news, cái account của bạn up từ 10.000 đô, nó bắn một phát lên 60-70.000 đô. Điều đó là xảy ra rất là thường xuyên khi mà bạn làm một trader. Nhưng đó không phải là những gì mà nó được xem là cái sự ổn định trong trading. Mà đây là những cái mà mình làm bằng hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lệnh giao dịch khác nhau và nó mới có được những ra những cái con số như vậy. Cho nên ở đây mình muốn nói là nó không hề có sự may mắn gì trong đây cả. Mà đó là cái cách mà mình acquire knowledge và mình sẽ trade better. Tức là mình cái đó là cái câu slogan của Fire Trading, tức là bạn phải đạt được cái kiến thức về trading thì bạn mới có thể trade tốt hơn, mà bạn trade tốt hơn thì chắc chắn là lợi nhuận nó sẽ đến one way or the other. Đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn ha. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi các lệnh giao dịch của mình sau video ngày hôm nay ạ. Rồi các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái video trade recap của phiên giao dịch ngày thứ hai, ngày 4 tháng 1 năm 2020. Thì đây là toàn bộ diễn biến của phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì trong các cái lệnh mà mình trade á, thì hiện tại mình đang có những cái position là sell put, cho nên là hiện tài khoản nó mới bị âm vì những cái lệnh sell put này. Những lệnh này thì cần phải có thời gian để cho nó chạy, bởi vì cái expiration đó là nó tới ngày 15 tháng 11 lận. Thì ngày hôm nay á thì đa phần mình trade hai cái mã, đó là mã FUBO và mã QS, còn lại là GSS, Lazy, Snow hay là Wish là các cái mã sell put các bạn. Đây là toàn bộ những cái mã sell put. Như GSS thì sell put còn khá là lâu ha, 15 tháng 11. Snow cũng là sell put và Wish cũng là sell put. Thì đây là những cái lỗ tạm thời, những cái temporary loss. Còn con FUBO thì ngày hôm nay mình trade FUBO thì mình âm là 420 đô cho cái lệnh share trading FUBO day trade trong ngày. Còn riêng con QS là cái lệnh giao dịch mình thực hiện nhiều nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và mình sẽ giải thích cho các bạn những cái lệnh của QS mình đã thực hiện như thế nào. Riêng cái con QS này thì cái lợi nhuận của nó lên đến gần là 4.500. Các bạn thấy là 4.500 nó bù đắp lại cho cái lệnh lỗ 420 của con FUBO. Tức là nó gấp 10 lần, cái lợi nhuận nó gấp 10 lần so với cái lỗ của mình ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích các cái lệnh này cho các bạn nhìn hiểu ha. Đầu phiên vô á là mình chú ý cái con FUBO và con QS. Lý do là tại vì hai con này nó dao động với cái biên độ khá là lớn vào đầu ngày. Các bạn thấy là ngày hôm nay á là lúc mà vô tới đầu phiên á là con FUBO này á nó chạy đến, nó rớt đến là từ 28 chấm mấy mà nó rớt xuống tới mức gần gần 26, tức là nó rớt tới gần cả 10%, và như bạn gần 10% trong vòng có 20-30 phút đầu tiên thôi. Thì đây là cây nến đầu ngày của nó, là cây nến lúc 8 giờ rưỡi sáng giờ Central Time ha. Thì bạn thấy là khi mà nó rớt như vậy á, mình nhìn cái level trước đó thì mình xác định được một cái vùng hỗ trợ ở đây. Mình nhìn mình thấy được một cái vùng hỗ trợ nằm ngang ở đây thì mình thấy là khả năng á là nó sẽ có một cái double bottom.
nó sẽ có một cái double bottom, tức là mẫu hình hai đáy ở đây. Mà thường á, cái double bottom mẫu hình hai đáy mà nó giữ ở đây các bạn, thì thường cái con stock á, nó đẩy ngược lên rất là nhanh. Nó đẩy một phát thường là nó sẽ qua luôn cả cái được cái ngưỡng kháng cự gần nhất của nó đó. Tức là nếu như mình vô đúng ngay chỗ cái mức giá khoảng chừng là 27 chấm mấy, gần 28 các bạn, nó kéo lên 29 hoặc thậm chí là 30 luôn á, là mình ăn tới hai giá lận đó. Tức là mình có thể ăn 7-8% chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi, và mình vô với một cái big position. Thành thử ra các bạn nhìn qua khung một một phút nè, lúc mà mình thấy cái cây nến một phút mở đầu tiên đó, nó dao động với biên độ rất là lớn, nó qua đây cái nó hold cái double bottom ở đây, nó rút cái chân nến lên, cái mình nhảy vô đây các bạn, mình thấy nó rút chân nến cái mình nhảy vô liền ngay lập tức luôn. Đây là cái điểm mà long entry của mình ha, mình vừa long entry vô xong cái nó lên đây thiệt, nó lên đến là 28.23, thì lúc này mình có lời cũng khá khá rồi. Nhưng mà mình muốn là nó break qua khỏi cái ngưỡng kháng cự này nè, ngưỡng kháng cự 29 nè, thì cái lợi nhuận của mình nó còn lớn hơn như vậy nữa. Mình vô là tầm 27.7, 27.8 á, nhưng mà sau đó nó không vượt qua được và nó rớt cái bạch xuống một cái, nó trôi xuống các bạn, nó bị roll over đó. Mình thấy cái màu nó bị roll over, mình biết là mình bị sai rồi, mình exit ngay chỗ này, chấp nhận lệnh loss đầu tiên trong ngày. Đó là lệnh loss đầu tiên trong ngày của mình đối với con Fubo. Sau đó thì mình tiếp tục mình trade Fubo nữa. Mình trade ở đâu? Đây là cái vị trí mà mình trade Fubo nè các bạn. Các bạn nhìn thấy cái khu vực này không ạ? Đây là khu vực 25. Lý do tại sao á mình lại vô lệnh cái chỗ này á là bởi vì cái mức giá 25 là một mức giá chẵn. Tại vì thường con stock á mà nó đụng những cái mức giá hai những cái mức giá chẵn các bạn, là nó sẽ có xu hướng nó bounce ngược trở lại. Bạn thấy cái vị trí chỗ này không? Tại sao chỗ này con stock nó là bao là như vậy? Nó đụng 26. Nó đụng 26 nó bao một phát lên đến 27. Bạn nhìn thấy không? Nó bao rất là mạnh ha. Hai cái điểm bao mỗi lần nó đụng 26 nó bao lên rất là mạnh. Đó, nhìn thấy không ạ? Tại vì đây là những cái mức giá chẵn cho nên nó sẽ là những cái mức giá tâm lý của trader. Thường là những mức giá tâm lý của trader cho nên nó đụng những cái vùng giá chẵn đó là nó hay bao lắm. Bạn thấy rõ đây là 26 bao. Rồi 25 nó bao, 25 nó bao lên tới là 25.5. Thì cái chỗ này nè là cái chỗ mà mình nhìn thấy điều đó, cho nên là mình mới get in vô chỗ đây, mình long ở chỗ đây. Mình vô mình long ở đây cái nó lên đến là 25.5 là mình thấy ok rồi, ngon lành rồi. Cái xong cái nó pull back thì mình chấp nhận tại vì nó vẫn chưa có vượt qua được cái mức giá entry của mình. Thì mình chờ cho nó hồi ngược lên trở lại. Mình thấy cái màu là nó cũng muốn hồi nè, nhưng mà không, nó sổ một phát hai cây nến. Bạn biết á, day trade con này á, là phải đặc biệt chú ý, tại vì con Fubo đó nó đang cho đi lên 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 cái nó sặn cái đùng một phát, có khi một cây nến một phút của nó có thể nó dao động tới 2% luôn các bạn, cho nên nếu mà bạn không xử lý kịp á, các bạn có thể lỗ rất là nhanh. Đây là cái điểm mà mình exit exit con Fubo, mình chấp nhận cái lệnh lỗ tiếp theo, đó là cái lệnh lỗ con Fubo ha. Rồi qua cái lệnh này thì mình lấy lại hết toàn bộ những cái lệnh những cái lỗ trước đó, và cuối cùng nó chỉ lỗ còn có 420 thôi. Chứ còn sau hai cái lệnh đầu tiên á, bạn biết không, là mình lỗ gần là 4.000 đô rồi. Chỗ này là mình lỗ gần 4.000 đô cho cái hai cái lệnh đầu tiên. Nhưng mà qua tới cái lệnh thứ ba mình cẩn thận hơn, bắt đầu mình mới vẽ cái đường trên line chéo này. Khi mình vẽ cái đường trên line chéo như vậy là mình sẽ quan sát như vậy. Các bạn nhìn thấy lúc mà giá stock nó đi như này không? Đó, nó vô cái đường trendline chéo mình vẽ trước cái mình quan sát. Mình thường á là những cái điểm mà nó test lại như vậy, nó hay bounce lên và nó bounce rất là mạnh. Đa phần cái setup của nó là như vậy các bạn. Thì bắt đầu mình mới quan sát, mình thấy đó nó xuống xong nó hút ngược lên trở lại, nó rút cái đầu nến lên. Đó, đây là lý do tại sao mà mình vô cái lệnh entry tiếp theo. Mình long tiếp chỗ đây, lệnh thứ ba. Lệnh thứ ba mình long, mình để cho giá nó chạy, nó quay trở lại, nó test sang nữa, nhưng mà mình không ao các bạn. Tại vì nó hold được, các bạn nhìn thấy không? Nó về nó test cái đường này, cái nó hold lại, nó không có rớt, cho nên là mình quyết tâm mình giữ luôn, mình không ao. Đây là cái diễn biến đằng sau đó của nó. Đây là diễn biến sau đó của nó, bạn nhìn thấy không? Với cái diễn biến sau đó của nó đây nè, cái chỗ mà mình chốt á, mình chốt cái con Fubo này nè, là mình chốt ở ngay tại cái vùng đỉnh này luôn. Đây là cái điểm mà mình exit. Thì các bạn thấy là từ cái vị trí mình vào lệnh tới cái chỗ mà mình chốt á, là nó lên tới bao nhiêu bạn? Gần 3%. Thành thử ra là mình cover hết toàn bộ những cái loss của những cái lệnh đó. Và sau đây là cái diễn biến của con Fubo, mặc dù nó lên nữa nhưng mà mình đã chốt ở quanh cái khu vực
Tại lý do mà tại vì mình chốt ở đây đó là tại vì giá nó tiến lại gần khu vực kháng cự đây nè các bạn. Gần cái vùng kháng cự ngay chỗ cái mức mà 23.90 mấy gần 24 á, là mình xác định đó là vùng kháng cự thì mình gần tới cái vùng kháng cự là mình sẽ out. Hợp lý thưa bạn, tại vì giá con sorry bạn, giá con stop mà nó tiến tới gần vùng kháng cự thường nó bị reject. Nó mà mình mà bị dính cái reject ở tại cây nến một phút này á thì chưa chắc là mình có thể hold được đâu. Cho nên là cây nến nó bị reject các bạn. Nến nó bị rejected. Và thế là một cây nến một phút mà nó xả lên tới bao nhiêu? Nó xả lên tới là 2%, 0,5 điểm. Quá nhiều các bạn, nó xả 2% quá nhiều. Không có nhiều người có thể hold được ngay chỗ này nếu mà các bạn có những cái lệnh trước đó. Bạn chưa chắc bạn sẽ hold được, nó xả xuống một phát cái nó rút ngược lên trở lại. Các bạn thấy không ạ? Đó là cái xu hướng giá của con stock. Bạn phải đánh kinh nghiệm thì bạn mới phát hiện ra được những cái điều này. Ha, bạn mới phát hiện ra được những cái điều này. Thường mà nó xả nhanh như vậy á thì nó không có rớt luôn đâu, mà nó tại vì nó xả ở trong một cái xu hướng tăng, cho nên thường á những cái đợt xả là những cái đợt pullback để nó kéo tiếp lên, cho nên đó là lý do nó hold những cái vùng giá đó và nó kéo ngược lên trở lại. Đó là cái kinh nghiệm của mình trong một cái trong khi mà con stock nó đang có dấu hiệu nó đảo chiều xu hướng ha, trong một cái uptrend trên khung một phút này. Chứ còn nếu mà cái xu hướng giá của nó mà đang một phút mà đang như vậy á, nó xả là nó xả thiệt đó các bạn, cho nên các bạn phải cẩn thận. Nếu mà nó xả thì nó xả thiệt chứ không phải là nó xả giả đâu. Còn đây chỉ là một cái đợt nó shut out người mua thôi, sau đó nó còn kéo lên thêm một một đoạn nữa. Rồi đó là con Fubo. Bây giờ mình chuyển sang con QS ha. QS là cái lệnh mình đánh lớn nhất ở trong ngày hôm nay, mình đánh nhiều nhất luôn. Đầu tiên á, khi mà cái con QS á, nó xuống xanh đỏ xanh đỏ xanh đỏ xanh đỏ xen kẽ, nó xuống tới cái mức giá là 52 là mình thấy là mình bắt đầu mình lưu ý rồi. Mình thấy là một cái nến xanh này nó hồi lên rất là mạnh. Thì thường á khi mà nó hồi lên mạnh như vậy mình chưa có vội vàng mình vô lệnh đâu. Mình chờ nó pull back về để nó tạo cái high low, sau đó nó đẩy lên thì lúc này mình mới vô lệnh. Còn nếu mà nó không có tạo được cái high low là mình sẽ không có vô lệnh. Thì cái chỗ này nó không có thủng được cái đáy cũ các bạn. Cái nó tạo được cái high low tiếp theo ở đây, mình vô ngay chỗ đây luôn. Đây chính là cái điểm mà long entry của mình. Ha, mình vô lúc mà nó rút lên thì mình vô đâu đó gần ngay đây nè. Nó lên được chút xíu cái nó không có hold up được, nó sổ cái đùng xuống một phát cái mình phải exit lỗ một lệnh bị lỗ rồi các bạn. Tiếp tục đây là cái vị trí mình vào tiếp theo ha. Mình vị trí mình vào tiếp theo và mình tiếp tục là bị dính cái lệnh lỗ này. Cái chỗ này nè các bạn, cái chỗ điện cái đường support, cái vùng support của nó hold, nó hold, nó hold, nó hold. Tức là cái mức giá là 52.5 á, nó hold khá là good. Tới phiên nó hold lần cuối cùng là lần thứ tư thứ năm gì nè, nó đẩy ngược lên thì mình chờ nó pull back. Nó vừa pull back cái mình nhảy vô tiếp lon ở đây. Thì theo theo cái cấu trúc là high low á, không được. Nó xả cái đùng xuống một phát cái mình phải chốt lỗ ở đây. Đây là cái vị trí mình chốt lỗ bạn, mình exit. Thì sau ba cái lệnh này là riêng con QS á, sau lệnh này sau đây lệnh thứ nhất, lệnh lỗ thứ hai là mình đã lỗ lên tới là 7.000 đô rồi. Riêng cái con QS này lỗ 7.000 đô tại mình đánh với position rất là lớn. Rồi cuối cùng thì mình vô được một lệnh và nó cover up lại hết toàn bộ các cái lệnh lỗ trước đó 7.000 đô mà nó up lên tới là hơn gần gần 10, gần 11.000. Gần 11.000 thì cuối cùng á cái lợi nhuận của mình là cuối ngày riêng cho con QS này từ cái việc lỗ 7.000 nó turn around nó lời lại được 4.500 ha. Lệnh đánh rất là chính xác. Đây là lý do tại sao mình vô lệnh các bạn, mình nối đáy này và mình nối cái đáy này. Bạn nhìn thấy không ạ? Nó đụng ba cái đáy này một cái là nó đẩy ngược lên. Mình thích setup này lắm, mình rất là thích những cái setup kiểu như vậy. Với setup như vậy á, bạn thấy là khi mà nó bounce lên nó bao bao nhiêu phần trăm? Gần 7%, nó bao rất là mạnh đúng không ạ? Thì cái chỗ này là cái chỗ mà mình bắt đầu mình đầu tiên á là khi nó tiến gần về cái đường này, mình chưa có vẽ được cái đường này với bạn. Nó phải xuống tới cái chỗ này là mình mới vẽ được cái đường màu vàng nè. Chứ ban đầu là mình vô gần ở mức giá là 48 nè. Cái long entry của mình là gần 48 tại vì cái đó là giá chẵn á. Mình kỳ vọng là cái giá chỗ này nó sẽ hold được cái mức giá 48, mình vô trước một lệnh và sau đó mình vẽ được cái đường này á thì mình cho phép nó rớt thêm một nhịp nữa về tới là 47.5. Mình cho phép tại lúc này mình vô là 3.000 share. Đầu tiên là mình vô là 3.000 share ha. Ok.
sau đó nó hit cái đường kháng cái hỗ trợ chéo này, nó đẩy ngược lên thì mình lại add thêm vào đây, mình mạnh dạn mình add more luôn. Mình add more đây luôn gần là 47.93. Mình add double cái position trước đó luôn, cho nên bạn thấy là khi mà nó tiến lên đó là mình đã xác định sẵn cái đường cái khu vực hỗ trợ đây rồi. Mình nói là ok, nó mà tiến gần lên cái đường này á là mình sẽ bắt đầu mình ao dần. Đầu tiên á là mình xác định cái vùng kháng cự đây các bạn. Mình chỉ đưa ra cái mục tiêu khoảng chừng là 49.20 thôi. Lúc đó mình đặt cái mục tiêu của mình là 49.20, tức là giá nó lên tới 49.20 á mà nó bị reject á là mình sẽ ao. Mình sẽ quyết định là mình ao, mà không nó đẩy một phát qua 49.20 là mình biết là ok rồi. Tại vì thường thường á mà nó đẩy qua những cái mức kháng cự như vậy á, những mức kháng cự kiểu như vậy là đa phần nó sẽ chạy lên nữa. Nó sẽ tiếp tục nó chạy lên tiếp. Bạn thấy là một cây nến mà nó đẩy một phát từ 48.75 mà nó đẩy một phát lên 49.75, đẩy tới 1 đô luôn. Thường mà nó đẩy như vậy thường là cái đà nó vẫn còn tăng. Rồi, các bạn biết là mình hay chốt lệnh ở đâu không? Nếu như mà ở trên đây nè, nó không có bất kỳ một cái mức kháng cự nào á, thì mình hay chốt lời theo cái RSI khung 1 phút nó chạm được overbought. Tức là RSI mà 1 phút mà nó bị overbought là mình đa số là mình out cái lệnh đó. Tại vì thường á, những cái đợt này là chỉ là những cái đợt bounce thôi. Cái con stop nó bounce á, nó đụng cái RSI 1 phút mà nó đụng cái quá mua là đa phần là mình sẽ out. Các bạn thấy là khi mà nó lên nó đụng quá mua đó, đồng thời á là nó hit gần cái mức kháng cự hỗ trợ cũ trở thành là kháng cự mới, rất chính xác đúng không các bạn? Nó lên rất chính xác luôn, cực kỳ chính xác luôn. Thì lên tới gần chỗ đây, cái nó càng tiến gần cái vùng kháng cự đó thì mình ao ra. Mình ao ngay cái mức giá là 50.20, ao mức giá rất là đẹp. Mặc dù sau đó nó lên tới là 50.75, nhưng mà mình đã ao với một cái mức giá tương đối là hợp lý. Vậy thì toàn bộ cái lệnh này nữa bạn, nó cho cái lợi nhuận là khoảng là 10.500 đô. Nó cover hết toàn bộ các cái lệnh lỗ trước đó của con QS và nó cho một cái big profit của ngày hôm nay với một cái setup đánh rất là chính xác, và cái cách mà mình out lệnh, cái điểm mà mình out lệnh đó, exit lệnh nó cũng rất là phù hợp các bạn. Đó là toàn bộ cái diễn biến của video Trading Cap ngày hôm nay. Và nói tóm gọn lại thì trong các cái lệnh này á, mình đánh hầu như là các cái lệnh đều có một cái lý do rất là rõ ràng, chứ mình không có vào lệnh theo cái kiểu là mình hy vọng, mình hốt, hay là mình nghĩ là giá stock nó sẽ đi lên hay nó sẽ đi xuống, mà đa phần là mình dựa theo những cái kiến thức đã có, mình dựa theo những cái level và dựa theo những cái đường trendline hỗ trợ kháng cự, mình xác định cái điểm entry như thế nào và cái điểm exit như thế nào, tại sao mình lại exit ngay những cái điểm như vậy. Thì đó chính là cái nội dung của cái video trade recap ngày hôm nay, và cũng đồng thời là các cái lệnh giao dịch mình đã đánh trong phiên. Mình hy vọng là ngày mai con QS này nó sẽ có những cái biến động rất là mạnh để chúng ta tiếp tục có cơ hội để chúng ta day trade trong ngày ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái video trade recap tiếp theo cho phiên giao dịch ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021, tiếp nối cái video trade recap hôm qua vào ngày thứ hai. Thì cái lợi nhuận giao dịch hôm qua của mình cũng tương đối là good đúng không? Hôm qua mình có nói với bạn là lợi nhuận cuối ngày là khoảng chừng là 4.000 mấy, loại trừ các cái position cho cái sell put. Thì ngày hôm nay các bạn thấy là những cái lệnh sell put của ngày hôm qua đó, như là con nhất là con Fubo đó, các bạn thấy là nó từ cái trạng thái là đang âm đến 12.000 mấy mà ngày hôm nay nó chuyển trạng thái và nó lời đến 2.000 mấy đô, có thời điểm nó lời lên tới 2.000 mấy đô. Để mình có tới hai cái position sell put rồi. Hiện tại thì con Fubo mình vẫn còn một cái sell put đến ngày 15 tháng 11, trong đó có cái ngày 8 tháng 1 hôm nay mình đóng là mình đã lời lên tới là hơn 70% cái lệnh sell put đó. Còn cái sell put còn lại thì ngày 15 tháng 1 cho cái STRA 25 thì hiện tại nó vẫn còn đang âm nhẹ khoảng chừng 1.000 mấy. Ngoài ra mình còn có sell put của GSS cũng khá là good. Con Snow thì so với ngày hôm qua thì ngày hôm nay nó đã đảo chiều khá là ok, thì cái sell put mình nó chỉ còn âm có 4.900 thôi. Thì ngày hôm nay là một ngày giao dịch khá là thành công cho các cái lệnh day trade của mình. Hôm nay thì mình trade có con là BNGO, con này thì
mình trade hai mình trade một lệnh duy nhất thôi thì nó lỗ 2.300 thì mình không có trade nữa, tại vì mình thấy cái price action của nó không có good. Sau đó thì mình có trade cuối giờ thì mình có trade là BTBT, thì lát nữa mình sẽ nói các cái lệnh mình trade BTBT như thế nào. Thì hai lệnh này thì nó bị lỗ 1.900, thì tổng cộng hai lệnh này thì lỗ khoảng chừng 4.000. tuy nhiên cái lệnh QS một lệnh duy nhất và nó đã rất là thành công, thì nó cho cái lợi nhuận lên đến là 20.000 đô, thì nó bù lại cho những cái lệnh trước đó. Thì hôm nay thôi nào cái lợi nhuận nó khoảng chừng là 16.000, nếu mà không tính các cái sell put option của con Wish mình ăn khá là nhiều nè, thì cái lợi nhuận ngày hôm nay nó có thể lên tới 17 hay là 18.000 đô thì phải. Thì bây giờ mình sẽ nói về con QS và mình nói về cái con BNGO và con BTBT ha. Các lệnh này mình trade như thế nào? Đầu tiên thì phải kể đến là con QS. Các bạn thấy là đây là toàn bộ cái diễn biến của con QS ngày hôm nay. Toàn bộ diễn biến của nó ở trên khung 5 phút. Đây là cái nến đầu ngày của nó nè, lúc 8:30 giờ Central Time. Thì các bạn thấy là cái con QS này sáng này nó làm như thế nào? Nhìn ở trên 5 phút thì nó làm một cái là double bottom, các bạn thấy không? Nó xuống, nó quét qua cái double bottom đây một cái, nó bật lên, nó quét ở mức giá là bao nhiêu, khoảng 47.3, và nó bật lên như vậy 57.6. Nó bật một cái biên độ rất là lớn, các bạn thấy là biên độ này nó bật tới 21% chỉ trong một thời gian có khoảng chừng là bao nhiêu à, 50, 15, 20, khoảng chừng có 45 phút thôi mà nó bật 20 mấy%. Thì các bạn thấy là diễn biến con này khung 1 phút nè. Khi mình chuyển sang khung 1 phút thì bạn thấy nó đi nè, bạn thấy không, nó mở cửa nó có vẻ như là nó muốn drop xuống đúng không ạ, nó drop xuống, nó đụng cái support cái nó bật ngược lên ba cây nến 1 phút đi. Ba cây nến này quá nhanh luôn các bạn, nó lên tới là 11.5%, quá nhanh, thời điểm này nó diễn ra quá nhanh. Mình thì mình không có nhìn thấy cái giai đoạn nó bật lên này, đến khi mà nó bật lên rồi thì mình bắt đầu mình thấy, thì mình vẽ ra các cái điểm nó hỗ kháng cự cũ nè, nó trở thành là hỗ trợ mới. Rồi sau đó mình tiếp tục mình vẽ là kháng cự cũ trở thành là hỗ trợ mới. Bạn nhìn thấy không? Cái xong mình mới nhảy vô chỗ này. Mình nhảy vô đây, chỗ đây là một lệnh nè. Đây là cái first entry của mình, entry 1 nè. Ở đâu gần đây nè. Xong rồi mình thấy nó rớt xuống, nó mình thêm cái entry ở đây nữa. Entry 2. Thì sau cái hai entry này á, mình ngay lập tức mình vẽ một cái name. Bạn nhìn thấy không? Chỗ này mình vẽ được một cái name, mình thích cái mẫu hình này nhất luôn bạn. Cái name là mình thích nhất. Tại vì thường cái name mà khi nó break out ra nó chạy rất là ok. Lúc mà nó break out ra lên đây á, là mình lời được. Lên tới chỗ này là mình đã có cái win á, là lên tới là 10 gần 15.000 đô rồi. Tại vì mình vô ở đâu đó khoảng chừng là 51 chấm mấy á. Nó lên tới đây lời rồi. Nó pull back về, mình không có out, mình nghĩ là nó sẽ còn lên nữa. Mình cho là nó sẽ còn lên nữa, tại vì mình xác định cái đáy sâu. Và cái đáy sâu nó cần phải tạo ra những cái higher low các bạn. Thì cuối cùng á, mình chờ cho nó đẩy lên đây, và lúc này ấy ha, lúc này thì mình vẽ được một cái vùng kháng cự ở đây nè. Mình xác định cái vùng kháng cự ở đây, mình nói là nếu như á, mà con stop này nó break qua được cái vùng kháng cự này á, thì nó break ra được cái đỉnh cũ mà nó vừa mới tạo các bạn, thì chắc chắn nó sẽ còn lên nữa. Và lúc này mình xác định đúng. Tại vì lúc mà nó vượt qua được cái đỉnh này đó bạn, là thường thường nó sẽ đi được thêm một đoạn nữa, và cuối cùng là mình out ở đâu đó khoảng chừng là 55 chấm mấy, thì cái chỗ này mình claim được cái profit là 20.000 đô profit trong một thời gian là khoảng chừng là 30 phút mình monitor cái lệnh này. Đó là lệnh duy nhất, và các bạn nên nhớ như vậy nè. Đầu ngày mà các bạn vô đúng một lệnh và các bạn trade đúng một lệnh và nó cho cái profit mà nó out of expectation của bạn luôn, tức là nó vượt nhiều hơn so với cái daily target của các bạn á, thì tốt hơn hết là các bạn nên ngừng trade. Theo kinh nghiệm của mình là không nên trade nữa, tại vì thường á, các bạn có profit rồi, các bạn greedy, các bạn ham á, các bạn vô các bạn trade á, có thể các bạn sẽ dính những cái đợt nó pull back như vậy, mà thường là như vậy. Chúng ta có một lệnh good rồi thì chúng ta phải biết đủ, nhưng mà đừng có trade, nhất là trade đúng lại cái ticker đó. Mình đang nói là trade lại đúng lại cái ticker đó ha. Mà các bạn trade mà bạn không có biết manage cái side position đó, thường thường chúng ta sẽ give it back, thì chúng ta trả lại cái profit cho market. Các bạn không có hold được cái profit đó, cho nên tốt hơn hết thường á, mình đúng một lệnh rồi là mình không có trade cái ticker đó nữa, mình get out cái ticker đó và mình
có thể mình quan sát những cái ticker khác, nhưng mà ngày hôm nay thì cái lợi nhuận nó vượt quá cái đầu ngày, nó vượt quá cái dự kiến của mình đó, cho nên là mình bỏ cái ticker này luôn, mình không cho em, mặc dù sau này nó phía sau nó vẫn còn rất là nhiều sóng như vậy. Cái con QS này phía sau nó vẫn còn rất rất là nhiều sóng, nhưng mà mình không trade là mình không trade. Cái con BTBT á, thì cái lúc mình lý do mình trade mình bị lỗ con này là như vậy. Thật ra mình trade mình có lời đến mình một lệnh lời và một lệnh lỗ, nhưng mà cái lệnh lời thì nó không có bù đắp được cho cái lệnh lỗ cái chỗ này nữa bạn. Chỗ này thì mình expect là nó break out ra khỏi cái nó break out ra khỏi cái đường trendline resistance, cho nên mình mới entry ở đây. Lúc mà entry ở đây cái nó không có break out, nó bị reject, tại vì thường á mà nó test lại cái đường kháng cự này nữa là nó bung lên mạnh lắm, nó không có bung cái nó drop nữa. Mình phải exit chỗ này, chỗ này bị chỗ này có lệnh, chỗ này nó lỗ khá nặng, nó lỗ tới 4.000 mấy, lỗ 4.000 mấy. Xong rồi cái chỗ này khi mà mình thấy nó hồi lên đó bạn, nó không rớt mà nó hồi lên, nó bám được cái đường này một lần nữa, thì mình biết là chỗ này là ok rồi. Mình entry tiếp một cái lệnh thứ hai ở đây, và sau đó thì mình exit ở gần gần ngay chỗ cái đỉnh đầu này. Đây là cái điểm exit của mình, thì tổng hai cái lệnh này nó bù đắp lại, và cuối cùng nó âm đâu đó khoảng chừng là 2.000 mấy đúng không ạ? Con BTBT sorry các bạn, nó âm khoảng chừng 1.900, gần 2.000 cho cái lệnh của BTBT. Còn cái con bên BNGO này nè, mới mới đáng để nói nè. Lúc mà nó rớt xuống cái khung 5 phút của nó get oversold á, ngay đầu giờ luôn. Đây là cái nến mà mình quan sát ha. Và mình nhảy vô ngay đầu giờ luôn các bạn. Mình nhảy vô ngay đầu giờ. Tại vì mình không có expect là con này nó sẽ rớt mạnh, tại vì tính từ ngày hôm qua cho tới đầu giờ hôm nay á, nó rớt tới 25% là nó rớt hơi nhiều. Bạn biết là nó rớt hơi nhiều, cho nên mình biết là nếu mà con này vô đúng á thì cái lợi nhuận của nó cũng cũng khá là good. Cho nên khi mà mình thấy nó có dấu hiệu là nó hold được và nó up ngược lên trở lại các bạn, mình bắt cái entry ở đây. Cái nó lên được đây là lúc này là mình có lời khoảng chừng là 5-6% rồi đó. Mình vô, các bạn biết là khi mà bạn nhìn thấy một cái con stop mà nó dao động với cái biên độ lớn như vậy nè, một cái nến 1 phút mà nó dao động đến bạn thấy là nó rớt 10%, thì bạn phải reduce cái size position xuống. Giống như thường thường đó là mình đánh một cái position có thể là từ 150 ngàn cho đến 200 ngàn đúng không? Riêng con stop này sáng nay mình chỉ đánh maximum là 50 ngàn thôi. Tức là mình vô là 10.000 share, that's it. Lúc này mức giá của nó khoảng chừng là 400 mấy, 5 chấm thì mình đánh 50.000. Mình đánh 10.000 share thì nó thành là 50.000. Mình có thể manage được cái lỗ, cái lời nó tốt. Chứ còn mà một một cây nến mà 10% kiểu như vậy các bạn, mình vô sai nó drop một phát là bạn lỗ 5.000 liền, bạn chịu không nổi. Cái xong nó lên được chút xíu rồi nên mình lời 5% là mình không chịu chốt, tại mình expect cái con này nó bung rất là mạnh, nó không bung, nó rớt xuống lại, cái mình exit ở đây. Mình exit và mình chấp nhận là accept the loss, mình không trade nữa. Mình không trade nữa, mình biết là mình bắt nhịp sai cái mã stop này rồi, cho nên mình không có trade nữa. Và mình chấp nhận mình lỗ là khoảng chừng là 2.400. Nhưng mà ngay sau đó, ngay sau cái lệnh này luôn các bạn, ngay sau cái lệnh của BNGO thì mình tìm thấy cái lệnh của QS, cho nên là cái lệnh QS nó bù lại, nó bù đắp lại ngay lập tức cái lệnh lỗ của con BNGO, và mình cắt lỗ đúng thời điểm, mình chấp nhận mình cắt lỗ, mặc dù bạn thấy là sau đó nó tới rớt ở đây cái nó dừng lại, cái nó đảo chiều nó ngược trở lên lại, nó lên tới 5.88. Nếu mà mình giữ ở mức giá là lúc đó mình vô là năm mình vô đây nè, mình vô khoảng là 4.98 thì vậy, mình vô đó thì nếu như mình giữ lên tới đây nó sorry các bạn thấy lên tới đỉnh nó bao nhiêu ạ? À? Nó lên tới là 17%, khá là good đúng không ạ? À? Nhưng mà mình không có đánh như vậy, mình chấp nhận cái loss và mình get out ngay lập tức. Ha, đó là toàn bộ cái lệnh giao dịch day trade ngày hôm nay của mình vào ngày thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai ạ. Hello, xin chào các bạn. Mình lại quay trở lại để làm cái video trade recap cho phiên giao dịch ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay á là một phiên giao dịch khá là thành công của mình. Mình trade các cái lệnh duy nhất là con Mara
MARA. Thì cái con này á, mình trade share các bạn. Còn tất cả những cái lệnh còn lại á, là các cái lệnh sell put của mình, CVM, FUBO, thì hôm nay lệnh sell put mình đóng luôn, nó lỗ một chút xíu. GSS thì mình vẫn còn giữ cái lệnh sell put này. KALV thì hôm nay mình mới sell put, thì những cái lệnh này, những lệnh sell put mình sell với một cái strike rất là an toàn, là những cái con stock này nó có thể nó phải drop cỡ chừng là 40 cho tới 50% á, thì nó mới đụng vào cái strike mà mình sell put. Snow thì ngày hôm nay mình quyết định là mình đóng lệnh, thì sell put của lệnh Snow nó lỗ khoảng chừng là 7.000 mấy. Tổng cộng cái con Snow này sell put nó lỗ 7.000 mấy, và mình quyết định mình đóng. Nếu như mà mình không đóng á, thì có lẽ là cuối giờ ngày hôm nay á, là cái lệnh sell put đó của mình nó có thể lỗ lên tới là 10, mình nghĩ là 12 hay 13.000 đô. Tại vì lúc sáng mình thấy nó hồi lên nó 280 mấy, và mình biết là nó hồi này chỉ là hồi kỹ thuật thôi, nó sẽ còn nó roll nữa. Mà bởi vì cái strike của mình là 270 á, mà đến ngày 15 tháng 1, cho nên mình biết, với lại ngày mai á, mình có nói là cái con Snow này là ngày mai nó sẽ release những cái share của early investor, những cái investor mà đầu tư sớm các bạn, họ có giá share rất là rẻ. Mình không biết họ có giá share bao nhiêu, có thể là họ có giá share chỉ có vài chục đô hay là 100 đô chẳng hạn, thì với cái mức giá hiện tại họ bán ra họ vẫn lời là 100 cho tới 150% cái investment của họ, cho nên cái mức giá 270 hiện tại không biết là rẻ hay là đắt, nobody know. Nhìn là thấy là cái hỗ trợ tiếp theo con Snow là 230 chẳng hạn. Nó mà nó gap down xuống 230 là cái sell put của mình là banh xác luôn, cho nên là mình quyết định là mình đóng, thà mình đóng cái đó để mình claim, mình realize cái loss đó, rồi sau đó mình day trade những cái lệnh khác để mình bù đắp lại. Tại vì day trade mỗi ngày của mình có thể bù lại cái lệnh lỗ con Snow rất là nhanh chóng. Rồi ngoài ra thì mình có con là ZYME, đây cũng là một cái lệnh sell put, mà với lệnh sell put này á, hiện tại vẫn đang tạm thời lỗ là 700 thôi, nhưng mà cái con này á, nó phải drop phải là 60% thì nó mới đụng vô cái sell put của mình, rất là khó các bạn, trường hợp đó rất là khó. Vậy thì ngày mình sẽ nói về các cái lệnh của Mara. Các bạn nhìn thấy là nguyên cái bảng lệnh của mình ngày hôm nay toàn là Mara không à, 100% là Mara, hầu như không có cái lệnh nào khác cả, không có lệnh share nào khác, và tổng lợi nhuận của nó ngày hôm nay là 7.700, một cái mức lợi nhuận rất là tốt đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô cái diễn biến của con Mara ngày hôm nay. Các bạn thấy đây á là toàn bộ cái diễn biến của con Mara trên khung 5 phút của cả ngày hôm nay. Thì so với cái diễn biến, so với cái mức giá đáy ngày hôm qua, à, mức giá đóng cửa ngày hôm qua, thì lên tới đỉnh của nó là hôm nay nó tăng 30% các bạn. Lý do tại sao nó tăng 30% như vậy? Thì ngay từ đầu phiên á, mình có nói với các bạn ở trong cái market update á, thì các bạn thấy là cái tin cuối cùng mà trước khi mà thị trường nó open á, là mình update con Mara cho các bạn. Để update cho con Mara cho các bạn, mình thấy là on watch everyone. Mara có thể là explode, tức là nó có thể bung ra khỏi cái mức giá và nó vượt qua mức giá 16 ngày hôm nay. Theo dõi diễn biến đầu phiên của nó thì bạn thấy là rõ ràng ngày hôm nay Mara nó vượt qua mức giá 16 rất là dễ dàng, và nó lên đến mức giá là 17.5, là mức giá cao nhất. Với cái diễn biến after hour của nó thì mình gần như chắc chắn là ngày mai nó có thể đụng cái mức giá là 18, tức là nó đụng ngay lập tức vô cái mức giá mà mình nghĩ là nó có thể đạt được luôn. Sau đó mình cập nhật lại nữa các bạn, mình cập nhật lại á. Thì bây giờ chúng ta xem là lý do tại sao mình chọn đánh cái con Mara này. Bạn thấy là đây á, là cái diễn biến của nhiều ngày trước đó. Đây là giai đoạn gì các bạn? Đây là giai đoạn củng cố của nó. Nó củng cố 2, 4, 6, 8, 9 ngày liên tục nó củng cố. Sau khi mà nó bung ra khỏi nó, sau khi mà nó có cái đợt rally trước đó, là một cái đợt uptrend trước đó, bây giờ nó break out ra, mình thích đánh setup này lắm. Thì ngày hôm nay á, mình thấy là cái ngay từ đầu giờ của nó là nó mới cái áp sát cái vùng giá kháng cự này của nó là 14.2, 14.3. Lúc mà nó mở cửa thì nó mở cửa là 14.5. Mình biết rằng á, là với cái setup này thì cái con stock này nó sẽ bung, cái setup này thường nó sẽ bung rất rất là mạnh, nó bung rất là khủng khiếp, và ngày mai gần như chắc chắn nó có thể lên tới 20 luôn á, chứ không phải là 18 đâu các bạn. Mình biết là như vậy, cho nên là mình chỉ đánh duy nhất theo cái hướng long thôi. Tất cả những cái lệnh của Mara ngày hôm nay mà nó lời đến là 7.000 mấy đô này này các bạn, là toàn bộ là long 100%, tại vì Mara không có được short bên TD Ameritrade,
và mình đánh mình thắng những cái lệnh này như thế nào. Thì đây là cái diễn biến ở trên khung 1 phút nha bạn. Bạn thấy là ngay ngay từ khi mà cái khung 1 phút nó mở lên một cái á, là mình chờ cho nó pull back về đâu các bạn? Về cái vùng là kháng cự cũ trở thành là hỗ trợ mới, chính xác không? Quá chính xác luôn đúng không? Mình thấy nó rớt về đây, cái nó hold là mình biết là ok rồi, cái mình vô mình lon ngay chỗ đây liền luôn. Mình vô mình lon một phát ngay chỗ đây, mình lon ngay lập tức. Mình chờ nó lên đến là tại vì nó mình lon xong nó bung lên mạnh quá các bạn. Nó bung lên mạnh quá mình out ra ở đây. Khoảng là 15.2 thì 15.2 thì phải. Ở đây thì mình lời khoảng là 3.000 đô. Lệnh đầu tiên vô là có 3.000 đô rồi các bạn. Ngon lành ha. Rất là ngon lành. Tiếp theo ở đây nó xuất hiện một cái cây nến là cái gì, một cây nến hammer này mà chỗ này mình không có thấy, mình không có theo dõi con này nữa, mình không thấy, mà đáng lẽ ra là phải chờ nó pull back xong rồi long lên tiếp là hợp lý, là chính xác luôn các bạn. Thì cái chỗ đây cái mình sau đó mình không thấy, cái mình mới vẽ một cái đường kháng cự cho đây, là mình thấy nó có một cái mẫu hình là tam giác là hướng lên đó các bạn. Đây là một mô hình tam giác hướng lên, tức là một cái ascending triangle. Mình kỳ vọng là cái hướng này nó sẽ break đi lên. Mình vô mình long ngay đây tiếp, mình long entry ở đây một phát nó break out nó đi lên là mình chốt ở ngay đây luôn. Mình chốt ở đây ha. Lý do tại sao mình chốt ở đây tại vì nó tiến gần cái vùng kháng cự này nè, nên là mình không có giữ, mình bán trước khi mà nó đụng hẳn vô cái vùng kháng cự đó. Tại vì thường nó đụng vô cái vùng kháng cự đó là nó sẽ bị reject và nó bị pull back về. Bạn thấy là nó đụng nó lên tới 16.3, nó pull back về 15.6. Bạn thấy nó pull back lớn không? Rất là lớn luôn á, với cái biên độ rất là lớn các bạn. Nó drop lên tới là bao nhiêu, gần 4%, drop với một biên độ rất là khủng khiếp ha. Rồi tiếp tục, tiếp tục cái chỗ mà cái con cái chỗ mà cái con cái con cái con Mara này nó drop á, cái đợt này là cái chỗ này, cái chỗ sell off chung với market nè. Đây là lúc mà cái con Mara nó bị sell off các bạn, nó sell off chung với market thôi chứ không phải là gì hết cả. Thì chỗ này mình mới xác định đâu là những cái vùng hỗ trợ trước đó của nó. Đây là vùng hỗ trợ trước đó của nó ha, một ngay cái chỗ mà cái đáy trước đó của nó nè. Đây là cái support của nó các bạn, và đây là cái support tiếp theo của nó. Mình coi thử là nó tiến về các cái vùng support này như thế nào. Nó rớt về cái vùng support này nó không có rớt nữa các bạn, mà nó kéo ngược trở lại bằng một cái nến xanh. Mình biết là nó hold cái support đó rồi, cho nên là chỉ cần xác định một cái điểm support đơn giản vậy thôi mà các bạn kiếm được một cái điểm vào lệnh rất là ok. Nó up lên một phát mình out ra ngay chỗ đây. Đây là cái điểm đó mình exit cái lệnh đó luôn, tại vì mình đánh scalping mà, nó chỉ chạy chạy 3 phút thôi là đủ cái lợi nhuận của mình. Chỗ đây nó chỉ cần up lên 3 phút là mình có hình như là cái lệnh này là 1.200, 1.300 đô các bạn, rất là nhanh. Rồi tiếp theo mình long tiếp, mình long như thế nào và tại sao mình lại long? Mình vẽ một cái đường kháng cự chéo rất là đơn giản, bạn thấy không? Cái đường kháng cự chéo này á là chỉ cần nó nối qua các cái đỉnh và các cái đỉnh. Mình thấy nó bị reject nó rớt xuống, mà cái đường kháng cự chéo này thường nó bị reject nó rớt xuống xong á là nó thường nó break out ra khỏi cái đường kháng cự chéo đó lắm, rất là hay, thường hay như vậy. Cho nên là mình mới vô ở đây, mình thấy nó hold up ở đây, nó chuẩn bị nó break out là mình thấy ok rồi. Tiếp tục mình long ở đây, mình long một cái điểm entry ở đây, và chỗ này mình long với một cái position rất là lớn, 7.000 share, và sau đó mình exit ngay chỗ đây. Thì riêng cái lệnh này á, mình vô có chút xíu thôi mà nó lời là 2.000 à, 2.000 2.300 thì phải các bạn, nó lời 2.300 các bạn thấy không? Nó up lên đúng ngay cái sóng của nó up lên là mình lời bao nhiêu, nó up được 2 phần mấy%, mình lời 2.300 liền. Các bạn thấy là sau đó nó pull back về, nó bắt test lại cái đường kháng cự cũ trở thành hỗ cái đường kháng cự chéo trở thành hỗ trợ đó. Thì chỗ này thường á là nó bật lên ngược trở lại, nhưng mà mình không có đánh nữa. Mình thấy là cái lợi nhuận như vậy là đủ rồi, chứ bây giờ bị chứ không để mình đánh thêm là bây giờ cũng ngon các bạn ha. Nó up lên 11% nè, up với cái biên độ rất rất là lớn luôn. Đó chính là cái diễn biến của con Mara ngày hôm nay. Và cái điểm bắt test á, thường là cái điểm mà chúng ta có thể vào lệnh thêm một lần nữa theo cái setup này, và setup này là setup rất rất là chuẩn luôn. Đây là setup mà nó cho cái biên độ dao động lớn nhất, phải nói là lớn nhất trong, gần như là lớn nhất trong các cái sóng của ngày hôm nay. Hiện tại là 11%, ngày hôm mai mình không biết nó gap up lên là bao nhiêu, nhưng mà gần như chắc chắn là ngày mai nó sẽ gap up, gần như chắc chắn là điều đó nó sẽ xảy ra, gap up và sẽ diễn ra vào ngày mai các bạn. Đó là cái diễn biến, toàn bộ diễn biến của con Mara, và mình nói lại một lần nữa là lý do tại sao mình chọn để mình đánh con Mara là bởi vì cái setup ở trên khung ngày của nó đó
nó break, chuẩn bị nó break out cái kháng cự của khung ngày. Và thường sau khi những cái giai đoạn củng cố này nó xong rồi, nó sẽ break out rất là good luôn. Và cái cách mà chúng ta tính cái điểm target đấy bạn, cách mà chúng ta tính target là kiểu như vậy đó, các bạn thấy không ạ, là cái giá của nó có thể đạt là 19.5. Đó là cách mà chúng ta tính target cho cái setup kiểu như vậy các bạn ha. Rồi, đó là toàn bộ cái trade recap của phiên giao dịch ngày hôm nay, có rất là nhiều cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta có thể học được qua các cái trade recap này. Đây là những cái lệnh mình đánh thực tế và mình có show cho bạn các cái bản lệnh mình đánh ngày hôm nay và mình thuật lại những cái lệnh đó mình đánh và cái lợi nhuận là như thế nào, thì mình show up cho các bạn rất là transparent, đánh cái gì là mình show cho các bạn cái đó và vì sao mình lại đánh những cái lệnh như vậy, lý do tại sao mình đánh, lời lỗ như thế nào và lời lỗ là bao nhiêu luôn các bạn. Đó mới là những cái thực tế mà các bạn cần phải học. Người ta chỉ cho các bạn đánh nó quan trọng hơn người ta show cho các bạn profit. Đừng bao giờ mà nhìn thấy những người nào họ show cái profit nhưng mà bên cạnh đó họ không nói cho các bạn biết họ đánh như thế nào, thì đừng bao giờ bị phân tâm hay là bị chi phối tâm lý bởi những cái trader kiểu như vậy. Ở đây là chúng ta học để chúng ta trade và chúng ta cần cái kiến thức để chúng ta tự chúng ta trade, chứ không phải là chúng ta muốn nhìn thấy người khác có profit rồi người ta chỉ show cho mình biết là cái profit người ta đánh như vậy mà người ta không có nói cho bạn vì sao người ta đánh. Thì ở đây ở Fire Trading là cái model của tụi mình, đó là chỉ cho các bạn cái education, cái trading education, và nó tập trung duy nhất vào education và rất là transparency các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phiên giao dịch ngày mai ạ. Hai các bạn, hôm nay là ngày thứ 5, ngày 7 tháng 1 năm 2021, thì cũng như thường lệ thì mình sẽ làm cái video trade recap của phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong video này thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều cái kiến thức mà các bạn có thể học hỏi và các bạn có thể lấy làm kinh nghiệm cho mình nếu mà chúng ta tham gia vào các hoạt động là day trading mỗi ngày. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay á, mình chỉ trade duy nhất hai cái mã ticker, đó là con Mara và cái con là Plug, PLUG. Các bạn thấy là đầu phiên á, ngay từ đầu phiên luôn mình đánh hai lệnh Plug và mình làm cái trading journal này cho các bạn thấy đúng không ạ? Và cái lợi nhuận của nó là 5.200, 5.300. Có thời điểm á, thì cái lợi nhuận của con Plug này nó mình đẩy lên tới là 6.000 mấy luôn rồi, 6.000 mấy. Nhưng mà ngày hôm nay mình bị trade cái con này, mình bị là over-trading, tức là mình trade nó có lời rồi, rất là good rồi, nhưng mà do cái biến động của nó quá lớn á, cho nên là mình nhảy vô mình trade thêm một vài lệnh nữa và nó bị wipe out gần như là toàn bộ các cái lợi nhuận của con Plunge. Nhưng mà sau đó cái con Mara nó lại bù lại cho cái lợi nhuận của con Plunge, và mình sẽ nói với bạn lý do tại sao là các bạn nên tránh cái tình trạng là các bạn trade có lợi nhuận good đầu ngày của một cái mã rồi thì chúng ta không có được tham và chúng ta nhảy ra nhảy vô, chúng ta trade tới trade lui những con stock đó thêm một vài lần nữa thì có thể là chúng ta sẽ bị là overtrading. Thì đây là kết quả của cái con Plus. Các bạn thấy là rõ ràng á, đầu ngày á, mình trade mình lời nó lên tới là 5.000 mấy mà chúng ta nhìn với con số lợi nhuận ở cuối ngày á, là chỉ còn có 900 mấy chục đô. Bạn thấy là mình wipe out là gần 4.000 mấy đô lợi nhuận của con Plus vì những cái lỗi không đáng có mà vẫn bị mắc phải trong cái day trading. Nhưng mà bù lại thì con Mara nó cho mình lợi nhuận lên tới là 3.000 mấy trăm đô. Cho nên tổng lợi nhuận của các cái lệnh giao dịch ngày hôm nay á, cuối ngày thì nó vẫn có cái lợi nhuận lên đến là 6.783 đô. Thì các cái lệnh còn lại là các cái lệnh sell put thôi các bạn. Cái lệnh sell put thì hiện tại là tất cả các lệnh này nó đã turn positive hết trơn rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói cái diễn biến của con Plus ngày hôm nay. Bạn thấy là lý do tại sao mình trade con Plus là bởi vì ngày hôm qua là after hour đó nó có cái breaking news là nó đã đẩy lên tới là hai mươi mấy, 25-27% after hour, thì mình biết rằng á là hôm nay là cái con này nó sẽ rất là active và cái volume của nó sẽ cực kỳ lớn. Bạn thấy cái volume giao dịch ngày hôm nay của nó không?
Vậy thì nó sẽ trở thành một con stock mà hầu như ai cũng muốn trade cả. Volume của nó rất là nhiều cho nên là mình chọn con này mình trade. Giống như bạn thấy là cái con giống như con SRBT á, thì mình có nói là after hour là con này nó drop 50% thì chắc chắn là ngày mai cái con này nó sẽ biến động rất là lớn. Cái dao động của nó sẽ rất là lớn vào ngày mai cho nên là nó sẽ trở thành cái stock là active stock for day trading. Rồi, bạn thấy là con Blood á, lúc mà nó gác up lên, mình theo dõi cái khung 1 phút của nó. Đây là toàn bộ cái diễn biến khung 1 phút của nó ngày hôm nay các bạn. Bạn thấy là công nhận, bạn thấy cái sóng của một con stop này nó lớn không? Sóng quá lớn luôn các bạn, sóng rất là lớn. Nó đẩy lên đây. Nó gác up lên này, cái nó lên 44 trăm mấy. Mình á, thì mình có vẽ cập nhật cho các bạn là mình sẽ nói nó thoái lùi về khoảng 40. Nhưng mà các bạn muốn short nó là các bạn phải nhìn thấy cái quá trình đảo chiều của nó rồi các bạn mới mới được phép short. Đó là cái nguyên tắc ha. Thì lúc mà nó lên đến cái mức giá này, lên mức giá là 46.5 là mình bắt đầu, nó đẩy lên tới đâu thì mình sẽ theo dõi tới đó chứ mình chưa có short. Chỉ có khi nào nó bắt đầu nó xuất hiện một cây nến đỏ đầu tiên á các bạn thì lúc đó mình mới canh để mình short đó. Thì cái cây nến đỏ này sau khi nó xuất hiện cây nến đỏ này, cây nến xanh xuất hiện là mình nhảy vô mình short liền. Mình short entry á, là cái chỗ đây á, mình vừa short được mức giá khoảng chừng 42.20 mấy á, mình chỉ kỳ vọng nó về khoảng chừng 45 thôi các bạn. 46.20 mấy chứ. Mình chỉ kỳ vọng nó về 45 thôi là nó drop là gần gần 3%, tại vì mình chỉ cần nó drop 1 đô thôi. Tại vì mình vô share là mình vô đến là 4-5 ngàn share lận, cho nên nó drop một phát là mình có 4-5 ngàn đô liền, rất là nhanh. Thì lúc mà nó rớt xuống á, khoảng chừng là 45.60 mấy là mình thấy ok rồi. Nhưng mà sau đó nó quật ngược lên lại các bạn. Thì ngay lập tức là mình phải get out ngay chỗ đây, mình exit liền. Để mình exit vào cái lệnh nó lời được đâu có khoảng chừng mấy trăm đô thì không có nhiều. Nhưng mà sau đó mình quan sát cái đỉnh này của nó vừa mới tạo nè. Mình xem thử nó vượt được cái đỉnh này không. Nó không vượt được, nó có dấu hiệu là nó bị pull back ngược trở lại. Mình get in vô ngay lập tức. Là mình vừa out cái lệnh kia có đúng 1 phút thôi. Nhưng mà mình thấy cái quá trình mà nó đảo chiều nó tiếp tục xảy ra, tại vì mình đã chuẩn bị cái tâm lý sẵn á, là con này nó sẽ buộc nó phải pull back và cái quá trình pull back của nó có thể sẽ rất là lớn. Thì đúng như là mình dự đoán luôn, mình nhảy vô cái mức giá là 46.08 một lần nữa ở đây và nó drop cái đùng xuống một phát là mình lời cái lệnh này á bạn. Mình exit ngay chỗ này, mình exit ở tại cái lớn, cái nến lớn nhất luôn. Tại vì biết là sau những cái nến mà nó lớn như vậy nó hay get up ngược lên lại, nó hay push ngược lên lại và nó push lên rất là mạnh thì cái lợi nhuận của mình nó sẽ bị mất đi. Bạn biết không? Cho nên mình ra đây thì ngay sau hai lệnh này là mình đã lời được 5.000 mấy rồi. Lợi nhuận của mình đã lời 5.000 mấy rồi. Sau đó mình theo dõi cái diễn biến con này, cái mình ham các bạn, mình vô cái mình short lại. Mình short ở đâu? Đây là cái chỗ mình short nè. Mình vẽ một cái đường kháng cự chéo. Mình vẽ một cái đường kháng cự chéo cái xong cái nó rớt ở đây, cái nó hồi lên, nó bắt test, nó rớt ngược trở lại cái nến đỏ, mình get in ở đây. Đây là cái lỗi mà hơi hơi bị sơ đẳng, thường á là mình biết cái chỗ này lắm, tại vì cái quá trình cái đường trendline support này á nó không có dài lắm các bạn, thì thường nó không có dài như vậy á là nó không có hiệu quả, nó không hiệu quả. Cho nên sau đó mình short từ 46.20 mấy cũng bằng những cái giá short bên này, nhưng mà sau đó nó kéo lên tới là 46.70 mấy mình phải get out. Chỗ này là bắt buộc là mình phải exit chứ mình không có giữ được nữa. Mặc dù là nó vẫn còn nằm, nếu mình dựa theo cái đường hỗ trợ bây giờ nó trở thành kháng cự, nó vẫn còn nằm dưới đó, sau đó nó rớt xuống ngược trở lại lên tới là 45.3 mấy á. Nhưng mà mình không có đánh như vậy, mình lên là mình, tại vì cái biên độ dao động của mình nó ngắn các bạn, nó thấp á, cho nên là mình phải exit ngay chỗ đây. Những cái đó, những cái lệnh này là những lệnh mình đánh cũng lớn nè, xong cái nó ăn lại một phần cái profit. Sau đó mình tiếp tục mình theo dõi con này, cái mình vẽ một cái đường kháng cự chéo ở đây nè và mình kỳ vọng là nó sẽ break up, nó đi lên, nó đi lên, lên nó break up đúng không ạ? Thì ngay chỗ đây nó vừa chuẩn bị nó break out ra, cái mình entry ngay chỗ đây một phát một cái lệnh long. Chỗ này thì mình không đánh short mà mình đánh long để mình chờ nó break out lên đó bạn. Nhưng mà chỗ này đó mình canh nó hơi dở là bởi vì nó vẫn còn nằm ở bên dưới các cái đường chỉ báo á. Cho nên là nguyên tắc là không có được mình nên vào long ở đây, nó rớt xuống một cái nó roll over thì mình phải buộc phải exit ở đây. Xong cái lệnh này á, là cái lợi nhuận của mình á, là nó đã drop từ 5.000 mấy mà nó drop về chỉ còn có 900 mấy giống như các bạn thấy á. Sau đó thì cái biến động ở đây của con Blood thì mình không có vô nữa. Chỗ này mình không có vô nữa mà cũng hơi tiếc. Tại vì cái chỗ đây nó có một cái đường kháng cự nè, bạn nhìn thấy không?
cái đường kháng cự, kháng cự nó break out là cái đường kháng cự đó, về nó test, nó về nó test xong nó break up đi lên. Chỗ này là quá đơn giản, ai cũng nhìn thấy được cả. Nó lên nó chạy được là bao nhiêu bạn? 5%. After hour nó còn lên tới 49 trăm mấy nữa kìa. Tức là nó lên, nó đi lên tới là bao nhiêu, nó đi nó gần cả 11 12% after hour, từ cái lúc mà mình vô ngay chỗ cái chỗ mà nó break out cái resistance và nó quay trở lại nó bắt test á, thì nó break up nó đi lên, là chỗ đó là chỗ mình phải phải vô mua. Đó là toàn bộ cái diễn biến của con Plunge. Và mình muốn khuyên lại với các bạn một điều, đó là gì, là giống như là khi mà mình make profit đó, thì don't give it back. Đa phần là chúng ta bị cái lỗi này, mình bị lỗi này rất là nhiều. Thậm chí bản thân mình thì ít bị hơn, mình hiếm có khi nào mình để cho nó rơi vào tình trạng này lắm. Nhưng mà có những ngày khi mà mình trade nó đơn giản quá thì mình nghĩ là mình sẽ có thể make more profit của ngày hôm đó, 5.000 mấy lên 6.000 mấy, rồi mình có thể đẩy lên tới 90.000, là chuyện rất là bình thường đúng không ạ? Nhưng mà khi mình vô sai một vài lệnh là lúc đó mình nên ngưng. Lúc mà mình thấy mà nó rớt lợi nhuận từ 5.000 mấy mà nó rớt về 900 mấy là mình ngưng liền, mình không có trade con đó nữa và mình chuyển sang cái con Mara. Con Mara lý do là mình trade nó đó bạn, là bởi vì sao ạ? Là bởi vì mình theo dõi cái diễn biến giá của con Bitcoin. Mình thấy tự nhiên cái con stock này đó nó rớt, mình thấy là nó rớt ngay chỗ đây nè, nó rớt ngay chỗ cái đường trendline support ở đây nè, nó rớt xuống mà nó rớt với tốc độ quá nhanh đến như vậy đó. Thì mình biết là nó, tại vì con stock này là nó liên quan đến Bitcoin, nó liên quan tới tới blockchain, cho nên là mình theo dõi diễn biến giá Bitcoin thì mình thấy giá Bitcoin cũng bị sell off khá là mạnh. Và cái cách mà hai cái mã này nó dao động với nhau các bạn là y chang luôn, y chang luôn, không có khác gì nhau hết trơn. Đây là diễn biến của Bitcoin nè, đây là cái khúc của Bitcoin ngay chỗ đây, và đây là cái khúc của con Mara. Bạn nhìn thấy giống không ạ? Y chang luôn, không có khác gì hết trơn cả. Nó Bitcoin nó cũng hồi lên rất là mạnh, con Mara nó cũng hồi lên rất là mạnh, từ 19 trăm mấy mà nó hồi lên tới là 21 22, tức là nó hồi gần 12 13%. Bạn thấy nó hồi rất là lớn, cho nên cái biến động của con này trade rất là sướng. Mình chuyển qua đó mình thấy là ok, mình xác định được ở đây là một cái điểm support, mình nói là ok có cái điểm support này rồi thì mình coi thử cái điểm support này nó có giữ không, cho nên mình ở đây mình mới ghi là long khi có dấu hiệu giữ support cũ, và nó giữ được các bạn. Nhưng mà mình không có vô cho đến khi nào mà nó break out lên trên cái đường của cái điểm support đó, tức là mình xác định cái điểm support là ở ngay chỗ cái mốc khoảng chừng 20.7 20.76, thì khi nào mà nó break out lên trên khỏi cái mốc đó thì mình mới vô lệnh, và mình vô ngay chỗ đây luôn, mình long here. Và sau đó khi mà nó pull back cái nhịp đầu tiên là mình out, mình exit. Riêng lệnh này nó cho mình cái lợi nhuận lên tới là 3.000 mấy trăm đô, và không mình không trade nữa. Nếu mà mình trade nữa thì mình biết là mình bị over trading, tại vì hôm nay mình trade tới 4 5 lệnh con plus là hơi bị nhiều rồi bạn. Sau đó mình còn qua mình trade con Mara thêm thêm một lệnh nữa, thì cái số lượng trade của mình trong ngày là nó quá lớn. Ít có khi nào mình trade vượt quá 5-7 lệnh lắm. Cỡ chừng cái con số đó là mình sẽ biết là mình có break profit được liền hay không. Mà được cái con này nó break đi lên các bạn, nó về nó bắt test, bạn thấy nó bắt test hay không? Bắt test rất là chuẩn luôn, cực kỳ chuẩn luôn ha. Nó break test cỡ chừng là 21.2 mà nó kéo lên tới là 22.84. À, biết là cái chỗ này lý do tại sao mình lời nhiều như vậy á, là bởi vì á, mình đánh đến 8.100 share rồi. Mình đánh 8.100 share thì nó cái position của nó là lên tới là khoảng 170.000 đúng không ạ? 170.000 đô, cho nên nó chạy chút xíu là mình có 3.000 mấy đô lợi nhuận. Chỗ đây mà mình vô tiếp một nhịp nữa mà đúng với lại cái side position đó thì bạn thấy là gì ạ? Lời tới 10 12 13.000 đô nữa. Cái chỗ đó là nó lời tới 12 tới 13 ngàn đô rất là nhanh chóng đúng không ạ? Chỗ này, và cái kiến thức mà để chúng ta áp dụng ở ngay chỗ cái khu vực này nè, hay là kiến thức để chúng ta áp dụng, chúng ta vô lệnh ngay chỗ đây rất là đơn giản. Các bạn thấy là cái cách đánh của mình là cực kỳ đơn giản, giống như những cái lệnh của con Blush á, là bạn thấy là cái lý do mình vào lệnh không có gì mà cao siêu hay đặc biệt, hay là cần phải dựa vào chỉ báo, mình đâu có đánh dựa theo chỉ báo gì đâu, mình chỉ nhìn cụm nến ở đây để mình đánh thôi. Bạn thấy đơn giản không? Rất là đơn giản, mình nhìn vào cái cụm đấy mình đánh. Cái quan trọng ở đây, hai cái điểm mấu chốt quan trọng đó là cái kỹ năng xử lý lệnh mà các bạn cần phải có, và cái này là bạn phải execute lệnh nhanh nè, bạn phải biết đâu là cái level support hỗ trợ quan trọng để bạn vô lệnh ngay chỗ đó nè. Thế là cái thao tác máy tính của bạn cũng phải nhanh nữa.
Nếu mà thao tác máy tính bạn mà không có kịp xử lý lệnh, bạn búng quán lên đó là coi như là bạn không có đối chọi được với những cái tay day trader khác, hay là cái biến động giá nó lên rất là nhanh. Và cái thứ hai là cái cấu trúc nến đó, là chúng ta đọc phải thành thạo. Và cái thứ ba là cái quan trọng nhất các bạn, khi mà các bạn day trade hay scalping đó, là các bạn phải vững tâm lý. Các bạn mà không vững tâm lý, bạn vô sai một cái nó chạy ngược lại cái hướng của bạn, bạn không dám cắt lỗ đó, là cái lệnh của bạn nó lỗ cực kỳ lớn luôn. Tại vì thường mà scalping á là chúng ta chơi với một cái big position. Bởi vì sao? Để những cái biên độ dao động nhỏ đó nó sẽ chuyển thành những cái khoản lợi nhuận lớn. Nếu mà chúng ta chơi với cái side position lớn mà chúng ta không biết quản lý rủi ro, hay cái tâm lý của ta không ổn định, chúng ta không cắt lỗ đúng thời điểm, thì những cái lệnh đó nó có thể chuyển thành những cái lệnh lỗ rất 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 là lớn, và chúng ta sẽ không có chịu đựng được ha. Đó chính là cái diễn biến của toàn bộ cái lệnh giao dịch day trade trong ngày của mình, và cái khoản lợi nhuận mà mình đã mắc được trong phiên dịch ngày hôm nay dựa vào những cái trade gì, mình trade như thế nào, mình đã trình bày cụ thể ở trong cái video trade recap. Hy vọng các bạn sẽ học được một số cái kiến thức và mà mình đã áp dụng để mình kiếm tiền mỗi ngày trong cái lĩnh vực này. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.